Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội có địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình. Anh chị em thân mến, thì hôm nay chúng tôi lại mới về mẫu xe cực hot, đó chính là mẫu xe Hyundai Tucson ở phiên bản máy dầu các bác nhá. Hyundai Tucson đã là hot rồi, nhưng mà phiên bản máy dầu thì phải nói rằng đây là hàng hiếm tại thị trường Việt Nam. Xe sản xuất năm 2019 với cái form nó mới rồi. Đây là form mới, các bạn có thể nhìn thấy cái mâm xe mới này. Hệ thống đèn hậu cũng nhìn mới này. Đèn phía trước mới này. Rồi xe thì đã được trang bị bộ body kit này. Ngoài ra thì có trang bị cái hệ thống động cơ là 2.0, động cơ diesel các bạn nhá, 2.0 diesel, động cơ dầu. Đấy các bạn nhìn này. Tucson nên là một cái mẫu xe gầm cao rất được yêu mến thời điểm những năm gần đây. Đặc biệt là cái dòng xe Hyundai Tucson thời điểm hiện tại nó có giá cả đăng ký vào lên đến khoảng tầm ngoài 1 tỷ mốt các bạn nhá. Ngoài tỷ mốt. Đấy, ngoài tỷ mốt phải nói rằng là Tucson dầu bây giờ có giá xe mới không kém gì dòng xe Toyota, thậm chí còn hơn cả dòng xe Toyota Fortuner các bác nhá. Đấy, thậm chí là còn hơn cả Fortuner. Mà Fortuner là SUV phân khúc D, nhưng dòng xe này thì là SUV phân khúc C, nhưng có giá phải nói rằng là rất là cao. Nhưng cái dòng xe này sản xuất năm 2019 thì lại có giá cực kỳ hợp lý các bác nhá. Cực kỳ hợp lý, tiết kiệm rất nhiều tiền các bác. Khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bác sẽ phải quan tâm đến rất nhiều cái yếu tố, xe có bị tai nạn hay không, có bị ngấm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho các bạn hay không các bác nhá. Bác nào mà quan tâm đến vấn đề giá xe thì có thể tua nhanh đến đoạn cuối của video clip. Còn bác nào mà không có điều kiện thời gian đến trực tiếp tại showroom tại số 17 Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình thì các bác có thể lán lại một chút qua màn hình nhỏ để có thể trải nghiệm những cái hình ảnh sắc nét hơn về chất liệu keo chỉ. Đấy, và về khung gầm động cơ xem như thế nào các bác nhá. Đấy. Đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội thì chắc chắn chúng em cam kết cho các bác là 5 tiêu chí là không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị tháo cổ máy và giấy tờ an ninh an toàn là phải đảm bảo cho các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, xe mới về thôi và cũng chưa có phải một cái động tác dọn rửa gì cả, nhưng nó còn bóng bẩy và nó đẹp như này các bác nhá. Xe này chúng tôi mua tại EcoBuck. Đấy, tôi là người trực tiếp đi mua luôn tại EcoBuck các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn này. Ốc này. Chất liệu này. Anh chị em có nhìn rõ không ạ? Đây các bạn nhìn này, tôi quay cho em. Đấy. Đây. Đặt cái này lên cho các bác này. Lốp này. Lốp sực cua này. Đấy. Lắp thêm rất nhiều phụ kiện. Khách hàng ốp cực kỳ nhiều phụ kiện coi nhá. Đấy các bạn nhìn này. Mâm xe các bạn nhá. Xe đi có 4 vạn chuẩn thôi các bạn nhá. 4 vạn xịn. Đấy. Chất liệu ghế da các bạn nhìn này. Đấy, chất liệu ghế da các bạn nhìn này. Đấy. Gần như là rất ít có những vết nhăn. Đây các bác nhá, đây các bác nhìn này. Đấy, chất liệu ghế da. Xe được trang bị cái màn hình DVD camera lùi, cửa sổ trời toàn cảnh panorama các bác nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Đấy. Xe đi 4 vạn cây, 4 vạn 3 này chính xác hơn các bác nhá. Phanh tay điện tử đã được trang bị trên cái dòng xe này rồi. Mặc dù cái những dòng xe SUV phân khúc D cũng chưa được trang bị các bác nhá. Đấy, xe này thì về giá cả xe máy dầu các bác nhá, hàng hiếm tại thị trường Việt Nam. Bác nào mà quan tâm đến dòng xe này thì có thể gọi điện luôn và ngay trực tiếp số điện thoại 0965525989. Chúng tôi đang chào bán giá là 899 triệu đồng. Giá thì có thể thương lượng được. Các bác nào có nhu cầu trả góp thì chuẩn bị chứng minh nhân dân, hộ khẩu, đăng ký kết hôn, hỗ trợ trả góp 70%. Chỉ còn đâu đó là 288 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi với lãi suất là 0,68% một tháng. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị các bạn.